Nhà phát minh người Áo Katharina Unger cùng các nhà khoa học ở Hà Lan đã phát triển công nghệ mang tên nấm Mutarium trong vài năm qua để biến nhựa phế thải thành nấm ăn được. Cách thức là họ phân hủy rác thải nhựa không chứa chất độc bằng tia cực tím và cho nhựa vào lớp vỏ làm từ thạch dẻo. Tiếp đó, họ thêm nấm ăn nhựa vào. Sau vài tuần, nhựa biến mất và nấm bao phủ toàn bộ lớp vỏ. Loại nấm này hoàn toàn có thể ăn được. Công nghệ nấm Mutarium vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng hứa hẹn đem đến phương pháp tái chế nhựa và sản xuất thực phẩm mới trong tương lai.